hôm nay là ngày thứ năm, tức là chỉ còn 1, 2, 3 ngày nữa là tới đám cưới mình. Quá thời gian trôi nhanh quá luôn á, không hiểu mà những ngày tháng qua đã làm gì, từ lúc mà up cái clip đám hỏi là không biết mình đã làm những gì để tới cái ngày này luôn á. Thì hôm nay á là một cái ngày để chuẩn bị cho đám cưới của Lan Anh. Thì hôm nay là sẽ trang trí nhà, chứ Lan sẽ dẫn đi các bạn đi coi trang trí nhà. Tại vì Lan đã tiệc ở nhà, đã hai tiệc, tiệc ở nhà và tiệc ở nhà hàng. Thì hôm nay sẽ là vlog trước, xong rồi sẽ có một bữa nào đó Lan sẽ nói về cái wedding decor, cái wedding planner của Lan Anh. Hey. Hôm nay là ngày thứ 6, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là Lan sẽ cưới rồi. Nhanh hơn. Thì hôm nay Lan đi làm móng. Móng chân thì Lan đã làm rồi, còn hôm nay Lan sẽ làm móng tay. Và Lan sẽ đi mua một chút đồ rồi Lan về. Hôm nay bây giờ là 9 giờ rưỡi, tới chỗ làm nghe chắc cũng phải 10 giờ rưỡi. Nhà xa khổ lắm cơ. Để cho các bạn coi móng chân Lan làm nha. Rất là nhẹ nhàng, ombre, sơ sơ lắc. Đợi xíu. Bữa đó đi ký mấy anh chụp hình mà ấy. Kem tẩy lông, nhưng mà nghĩ là đi siêu thị sẽ mua, cho nên là không có mua kem tẩy lông ở Guardian, cho nên là mình mua hầu hết là son, ba cây son. Đây, chắc các bạn cũng đã biết hai cây này như thế nào. Thì mình lưỡng lự hoài từ lúc mà mới ra tới giờ, không biết có nên mua hay không, mà rốt cuộc cũng đã nhức tay rồi cái tháng rồi. Và một cây son dưỡng của Lip Eye luôn, thì cũng đã hết son dưỡng. Và cây son dưỡng này có chỉ số chống nắng SPF 20. Cây này là cây đỏ Bungary. Nhìn màu ở trên đây nó có vẻ hơi lạnh một chút, không biết có hợp với mặt mình hay không. Màu này thì mình đã đánh thử rồi, cảm thấy rất là xinh xắn.
Nó bị lạnh thiệt rồi, hu hu. Cái màu này thì xinh xắn lắm, còn cái màu này thì nó bị lạnh. Mình muốn nó có một chút cam. Cái chất sau này khá là mousse, khá là xốp, không có mùi gì nhiều lắm. Để mình đánh thử màu bungari lên coi. Nhìn mặt mình nó lạnh lạnh tím tím hay sao á, nhìn không quen lắm, hơi tím đúng không, hơi tái tái. Làm sao đây ta, mình thì thật sự lúc mình mua thì mình không nghĩ là nó sẽ tím như vậy. What should I do? Có một cây son nó khá là giống với cây của mình đang đánh, và không biết để nó ở đâu rồi. Đây là cây son của Chue mà mình rất thích. Nó màu đỏ bầm, không biết có giống như vậy không, tại vì cái màu này á nó đỏ cam hơn, nó đẹp hơn. Cái màu này nó cam hơn nè, xí màu này có nhiều cam hơn, màu này lạnh quá. Buồn, tốn 150.000, buồn buồn. Hôm nay là ngày 30, tức là còn một ngày nữa sẽ đám cưới của mình, vì mình đang dọn phòng nên mình sẽ set up cái chỗ lúc mà mình ngồi trang điểm đó, nó sẽ có cái bàn. Mình sẽ... Này mình mới đi mua đồ setup. Cái này là cái gương, cái gương để trang điểm. Hơi tối thì tại vì tối thiệt rồi, 6 giờ 7 giờ rồi. Sẽ đưa cái gương ra. Có đây nha. Ôi, làm YouTube 1 năm rồi bây giờ mới mua gương trang điểm. Sẽ để nó ở đây. Đó. Ra cái chỗ makeup rồi đó. Gì chứ mình sợ nghe tiếng mút đó nha. Để giữ cái hộp này lại. Mình cũng vừa mới mua một vài món từ hôm qua đến hôm nay để mình chia sẻ với các bạn. Đây là cây chì kẽ mới mua, với lại cái cây gel lông mày của Colourpop. Mình dùng cái tripod nó cao cao lên xuống. Bây giờ cái cây mình đang đánh cũng mới mua luôn là của Colourpop luôn, màu November, màu rất đẹp. Sau đó là mình được tặng một cái hộp mình hay mua của Any Shop, sắp xếp tay khá là ok. Sau đó thì mình mua hai cây Fenty. Bây giờ mình sẽ swatch sớm, mình sẽ làm một video là high-end lipstick swatch. Thật sự đẹp. Các bạn có biết là Fenty Beauty nó cruelty free không? Không. Mình sẽ mở ra sau đi. Tiếp theo, mình cũng mua một cái highlighter của Fenty Beauty. Màu này là màu Mint Holy và Hustla Baby, và cái màu nó hợp với tông da hơi vàng giống mình một chút. Chu choa mà ơi, cái hộp đẹp vãi. Wow, chắc tay siêu nặng luôn á, nặng hơn hộp su luôn, hộp su nhẹ hiều, nó nặng hơn hộp cushion luôn các bạn ơi. Không có mùi. Sao cái gương cũng đẹp nữa.
Xuất sắc. Cái màu này á là cái màu mà mình hay dùng ha. Để dùng hàng ngày không bị chó quá. Cái màu này cái màu để đi lồng lộn chưa? Cái lồng lộn. Quách thử. Ok. Mấy cái hộp. Và cuối cùng là hai miếng mặt nạ mình mua để đầu tư cho khuôn mặt đẹp đẽ đi chụp hình cưới cho lòng để làm đám cưới cho đẹp. Đó chính là mặt nạ của SK2. Thật sự mắc 300.000 một miếng. Nhưng mà thôi ráng vậy. Rồi. Vậy đi. Mình sẽ rồi lại sao bây giờ mình thay đồ lắm, mình nóng quá rồi. Hôm nay là ngày cưới, hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2017. Đây là những bộ trang phục Lan sẽ mặc. Cái này là cái độ đầu của áo dài rước dâu. Cái này là khăn voan của áo dài lễ cưới. Cái áo này là áo thun Lan sẽ mặc lúc trang điểm. Đây là bộ áo dài cưới Lan may của Bia Bridal. Rất là nhiều hộp mà nó rất là xinh. Nhưng mà cái này á, thì nó làm cho phần trên nó hơi đồ sộ một chút. Cho nên là chắc phải tháo một miếng mút ra bớt. Ý, trời. Còn đây là áo dài cưới của Lan Anh. Áo dài này là gấm. Thì mình với chồng mình đi mua vải xong rồi tự đi may luôn. Đấy. So nervous. Chạy tới chạy lui thật sự mệt. Nếu bây giờ các bạn hỏi mình có cảm nghĩ gì khi mà làm đám cưới, mình chỉ cảm thấy mệt thôi. Chào Di. Chào chị. Wow. Em mới chụp hình nó hỏi tại sao lông mày em bự như vậy, chỉ có thể làm vẽ cho nó mỏng như vậy được. Mình ta trang điểm xong hết trơn rồi, em không quay. Mẹ nè, đỡ không lên, mẹ trang điểm xong hết rồi. Diễn đạo rồi. Để anh quay lộ sự sỉ nhục. Chào các bạn, đây là cô dâu đây nha. Đây là thằng Vũ Neo từ Mỹ về. Quái.
dễ thương không? Thôi, chắc đứng hồi mình chơi. Học gì? Dán sticker này đi. Của thằng bên em là bự đó hả? Chưa thấy đâu nữa. Chào mấy bạn. Nhìn chết thì ghê quá. Từ đây. Cái này có đăng YouTube luôn á chị. Có vẻ nó hơi overheat. Anh lui một cái rồi. Hút hết nhiệt trong phòng. Khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh. Em Maria Phạm Nguyễn Lan Anh xin nhận anh du xe Nguyễn Đặng Thiên Ân làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày trong suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng hậu thuẫn, xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận của các con, và các con vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của các con, của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Anh Giuse Nguyễn Đặng Thiên Ân, xin anh nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ cho tình yêu và lòng trung thủy của em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cha tuyên bố, từ giây phút này chúng con đã trở thành vợ thành chồng trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Xin Chúa chúc lành cho hai con.